rạng ngời. Sài Gòn vươn xa, Sài Gòn vươn đến tương lai rạng ngời. Nhớ mãi nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu, mùa hoa phương Nam đang tươi khắp trời. Nào con thân ơi, cùng nhau ta hát vang lên, rap Sài Gòn. Rồi, lên. Phía xa ở mái trên trời xanh, những cái chim bồ câu. Lắng nghe hay lắng nghe bạn ơi, nhịp đập của tim thời phương. Nhớ mãi nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu, Sài Gòn ta đói thương sáng ngời. Sài Gòn vươn xa, Sài Gòn vươn đến tương lai rạng ngời. Nhớ mãi nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu, mùa vùng nó đã tươi khắp trời. Nào bạn vươn thôi, cùng nhau ta hát vang lên, rap Sài Gòn. Dạ thưa quý vị, đến bây giờ thì thủ lĩnh Quỳnh Lập vẫn chưa biết chọn chỗ nào để mình đứng. Tại vì anh biết sao không, em muốn cả ba này là của em luôn á. Tại vì em không có đủ rộng, cái gian tay em không đủ rộng, con người em không đủ rộng để chọn hết cả ba. Nhỏ nhất mà ham hố nhất. Biết sao không, bé hát hay quá. Ừ. Em không biết chọn phòng nào luôn á thật sự. Dạ như vậy là cả ba căn phòng đã có thủ lĩnh. Chúng ta chưa biết các bé bên trong như thế nào. Vậy thì mình sẽ mời từng căn phòng bước ra để cho các vị thủ lĩnh gặp gỡ nha. Dạ. Rồi chú Quỳnh Lập đứng đây. Ba đứa con thân mến, mời các con vén rèm bước ra gặp thủ lĩnh của mình nào. Chào các con. Chào chú. Chào các con. Dạ, đội của con được mang tên là Hành Tinh Cầu Vồng. Hành Tinh Cầu Vồng. Dạ, con xin chào tất cả mọi người. Con là Hành Tinh Xanh Lệ Xanh Lét Khánh Ngọc. Dạ, con tên là Hành Tinh Đen Thui Thùi Lùi Việt Cường. Việt Cường. Còn con là Hành Tinh Lấp La Lấp Lánh Hải An. Đội chúng con bị mất ngủ vì không có đối thủ. Trời ơi. Ban đầu nghe mất ngủ tôi hơi mệt rồi nghe. Tự nhiên ủa cái khẩu hiệu gì mà mệt mỏi vậy? Đội chúng con mất ngủ thì ra là vì không có đối thủ. Hay. Cảm ơn các con. Tiếp theo xin mời các con ở căn phòng rừng xanh xuất hiện. Trời ơi. Dạ con xin chào tất cả các chú. Con là em út nhất trong đội. Con là Hoa Tươi Thắm Mỹ Dung. Mỹ Dung. Con xin chào tất cả mọi người. Con là Quả Ngon Ngọt Gia Uyên. Con xin chào tất cả mọi người. Con là Sơn Hùng Vĩ Gia Quý. Và đội của tụi con là đội Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn. Chỗ của Tài Thiên đó con. Với ông Vinh dễ sợ Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Dương Tài Thiên đây Tài Thắng là Mỹ đó. Hầu Dương. Ủa em tưởng anh là Đường Tăng chứ. Không có, anh là Tôn Ngộ Không. Vô đây là đúng chỗ của anh rồi. Đúng ổ luôn. Bây giờ mình có khẩu hiệu gì cho đội mình đây? Đội Hoa Quả Sơn ở lành nên giành chiến thắng. Mẹ, mẹ bắt được của em hổ. Chị Như, xin tự trọng. Xin tự trọng, làm cái chuyện như vậy mà cũng dám làm nữa hả? Thiệt á, đừng có cố tình mà nũng na nũng nịu, cố tình nói cái tầm đất bớt cho nó dễ thương. Lấy miếng nước uống không? Em bị dướng vậy? Bị dướng cái lưỡi đó em. Từ giờ đến cuối chương trình mà nói được vậy không nuốt cái lưỡi chặt đầu tôi. Ủa làm gì dù dập em dữ vậy? Tại em làm lố. Ra đi các con. Mời các con của phòng Đại Dương. Bự hơn bà thủ lĩnh luôn. Bự gấp đôi bà thủ lĩnh. Ủa, tự nhiên các con của phòng Đại Dương ra cái em cảm thấy em như nàng tiên cá. Không, anh thì nghĩ rằng em như con của các con đúng em vậy đó. Đúng rồi, chính xác. Đây, thủ lĩnh. Ủa, sao cô có chú bé vậy con? Đừng nhập nhằng, cô vẫn là người lớn, cô là nàng tiên cá con biết không? Từ đây về sau hãy gọi cô là nàng tiên cá. À, nàng tiên cá ngừ, nghe. Giới thiệu nào các con, đổi các con tên gì? Dạ con xin chào quý vị khán giả và đội của con là đội Biển Không Rác. Biển wow. Không Rác. Mọi người nghe chưa, mọi người nghe chưa? Thông điệp của cuộc sống mọi người nghe chưa, nhân văn chưa?
cho các đứa em nó nói đi chị. Dạ, con xin chào các cô, các chú. Con là Nắng Vàng Trâm Anh. Con là Biển Xanh Quốc Hưng. Còn con là Cát Mịn Hoàng Bách. Biển Không Rác Quẩy Tung Sàn. Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Yeah. Trời ơi, còn gì để nói, quán quân ở đây nè chứ đâu. Trời tự tin quá. Chưa gì trơn, quán quân ở đây. Rồi mấy đứa nhỏ bên đây chắc đi ngủ hết rồi quá. Như vậy là các con đã gặp các vị thủ lĩnh của mình hết rồi ha. Bây giờ thì sẽ dành cho các đội một ít thời gian để họp bàn dạch chiến lược cùng với nhau. Mời tất cả các đội quay trở lại vào phòng. Trước khi bước vào cuộc chiến, ba vị thủ lĩnh sẽ có khoảng thời gian hoạch định chiến lược với những đấu sĩ của đội mình. Ở bài hát đầu tiên thì sẽ có hai căn phòng bấm nút chọn và các thủ lĩnh sẽ cử đại diện của đội mình ra tham gia. Vậy thì bài hát đầu tiên là bài gì đây? Chúng ta cùng xem. Phòng nào bấm chuông? Căn phòng rừng xanh và căn phòng đại dương. Mời tất cả mọi người quay trở lại sân khấu. Đội của Trương Thế Vinh cử bé nào ra? Hả? Gia Quý hả? Bự bước nhất lên đi con. Ra đầu tiên. Thế Như, đội em là ai? Dạ đây ạ. Cái gì vậy? Trời ơi. Chênh lệch vậy. Con ơi, con hát danh Quý này con có rung không? Dạ không. Không rung hả? Thiệt không? Dạ thiệt. Rồi, con Quý sao hát với em thì có nhường em không? Dạ nhường như tại. Nhường chứ. Không. Dạ. Nhường gì, gì thi mà nhường gì? Dạ không. Con nhường là chú đổi người khác nhường thi. Dạ không, ý là thấy em dễ thương quá nên là con nhường hát trước chứ. À, nhường hát trước. Mời hai thủ lĩnh đưa đấu sĩ của mình ra sàn. Cố lên con. Ủa, chăm sóc khi người ta hát. Trời ơi chị ơi, đừng có quấy rối bé nữa, để bé hát đi. Ủa, sao kêu chăm sóc? Như bé nó hát chứ không phải thi đấu quyền anh mà đấm bóp giò cẳng. Ai biết anh kêu em chăm sóc. Thôi cố lên con, cố lên con. Còn bây giờ tất cả chúng ta sẽ ngồi và coi hai đấu sĩ của chúng ta thi đấu. Ngồi đi em. Ngồi. Ai mà ngồi vậy? Đi coi cái nhạc mà ngồi chồm hổm vậy? Ủa chứ sao ngồi đâu anh? Anh nói ngồi là mình ngồi lên ghế. Đâu có thấy ghế đâu. Thì đó, anh.
con em đâu rồi? Như vậy là trận đấu đầu tiên, người chiến thắng là Gia Quý. Và Bách lên đây nào. Yeah. Rồi, Bách chiến con nè. Cô Như ơi, lấy quà ra cho con. Trời ơi, chắc chắn rồi con ơi, con đối với cô á là con vừa hát hay mà con vừa dũng cảm nữa. Con xứng đáng nhận được phần quà từ bà Tiên. Trời ơi, bà Tiên chứ hả? Khi mình thắng thì mình được quyền chọn đấu sĩ của hai đội còn lại để mình tiếp tục mình thi. Sao hai chú cháu tính sao? Thách đấu với đội nào đây? Con là thanh niên thì để đấu với cái bạn thanh niên to cao kia đi ha. Con trai à, con tên gì vậy? Con giới thiệu liền con, mình là cái gì? Con là hành tinh đen của nha. Hành tinh đen của nha em hả? Em muốn tù lùi luôn nha. Mình không sợ chú, con là Sơn Hùng Vĩ luôn chú. Một cái núi cao mình không sợ chú. Lỗ hổng vũ trụ có thể nuốt được tất cả mọi thứ. Đó, trên đó là một cái lỗ đen vũ trụ và nó sẽ nuốt con. Chưa chắc. Như vậy là bên đây quyết định thách đấu với đấu sĩ nhí của bên đây. 12 tuổi lận nghe chẳng qua người ta hơi nhỏ con chút xíu thôi. Vậy thì con được quyền chọn bài, con sẽ chọn bài gì? À, chọn bài đúng không? Đây, để chú ra bài cho. Chú ra bài một cái là ăn với con liền luôn. Bây giờ cái đội bên đây sẽ bắt đầu hát bài Đi Thật Xa Để Trở Về. Ủa chú, đi để trở về thôi. Thì đó, Đi Thật Xa Để Trở Về là cái lời đúng không? Thì nó hát là Đi Thật Xa Để Trở Về mà Đi Thật Xa Để Trễ Giờ. Thôi trễ giờ con lên hát cho con. Rồi, hai con vào vị trí. Chuẩn bị, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Vượt suối thác, vượt núi sông, dù tranh vinh có giá gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ mến, sông mới gặp ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Từng chân rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Vượt suối thác, vượt núi dốc, dù tranh vênh có giá gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ mến, dù mới gặp ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao lên tận trên mái nhà. Từng chân đường dài mà ta qua, để đây là kỷ niệm quý giá. Để lại một điều rằng càng đi xa, ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Ủa? Hết đi thật hả? Xa để trở về hết rồi. Trời ơi, hát hay quá mà hết rồi là không hay luôn á. Đi thiệt xa để trở về. Ây cha, lần này thì mình thấy rằng bạn nhỏ này cũng là một đấu sĩ đáng gờm nha. Ai sẽ là người ở lại cùng với chương trình của chúng ta? Chúng ta sẽ biết điều đó khi chúng ta lên chiếc phi thuyền đi thôi. Kết quả đến từ sứ giả âm nhạc, 3, 2, 1, bắt đầu. Và người chiến thắng lại một lần nữa là Gia Quý, chúc mừng. Thiên thạch đã bị hút vào lỗ đen rồi. Trời ơi con ơi, có thấy đội tôi đáng gờm chưa? Chú Lập sẽ tặng quà cho con nha.
Đây, mặt xanh cỡ nào, cầm cái quà này vô là mặt hồng hào trở lại liền con à. Cảm ơn con. Mới 12 tuổi mà hát vậy rồi, 14 tuổi mình bằng tuổi anh Gia Quý, mình hát hay cỡ nào nữa. Về cố gắng học, rèn luyện nhiều hơn nữa con nha. Rồi, bây giờ mình qua mình ngồi cùng với em Hoàng Bách nè. Đi. Một lần nữa chú Vinh và Quý sẽ hội ý với nhau xem mình nên tiếp tục thách đấu với đội nào. Ủa anh Nghĩa ơi, anh có vấn đề gì đội em? Đội em đã yếu đuối lắm rồi, đừng đụng vào đội của em. Vậy thì mời hai chú cháu hội ý. Mình thừa thắng xông lên, tha cho bên này đó. Bên đây cần tha ư? Tốt nhất nên tha đi. Con muốn chọn bạn nào bên đây? Thấy cái cọng tóc quăng quăng thấy ghét, tao bèn chọn con. Gì kỳ vậy? Tự nhiên tóc quăng bên kia, bé bên Quỳnh Lập cũng tóc quăng kìa. Bên đây mình mới xử xong một đứa rồi anh. À, mình qua bên đây. Tại sao không chọn đối thủ nặng ký của đồ Khả Như mà chọn bé mỏng dánh vậy? Nghe đồn rồi, cái cậu áo trắng nghe cũng ghê gớm lắm thầy ha. Trời ơi, mỏng mỏng vậy thôi cũng dữ dằn lắm đó. Mỏng mỏng dữ dằn hả? Ra con, chơi. Sao Khả Như đồng ý không con? Anh làm gì vậy? Làm gì ngăn ngược cho con? Tôi chưa bàn gì trơn mà làm gì vậy? Vậy thì bàn đi. Bây giờ như thế này, nãy giờ là hát nhạc trẻ không à? Mà cái anh chàng này để ý là anh hát nhạc trẻ rất là hay. Bây giờ con, mình phải dùng mưu thôi. Anh hát nhạc trẻ không nè? Chọn bolero, trữ tình, quê hương này đi con. Bây giờ người ta hát nhạc trẻ hay quá. Bây giờ con chọn một cái thể loại nào người ta không hát được á. Đặng mình có không hát được đi chăng nữa thì mình cũng không có thua. Kỳ không? Ủa sao cái chiến lược gì mà kỳ cục vậy? Dạ, con sẽ hát bài Đêm Gần Hào Nghe Điệu Hoài Lan ạ. Chết mày chưa, chết. Ôi trời ơi. Đi, ra đây với chú, con trai. Trời đất ơi. Hãy cho em gái trải nghiệm cái lỗ đen đi con, nha. Giờ con là đấu sĩ nữ đầu tiên ra đối đầu với anh Quý, con có lời nào muốn nói với anh không? Dạ anh ơi, em là anh Nắng Trâm Anh đúng không? Anh cho em tỏa sáng đi. Trời ơi. Trận đấu bắt đầu. Sông trôi rất dịu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Gần Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm. Xê u xê u liêu phàng, dây tơ đang kịp buông thiết tha. Xê u xê u liêu phàng, đưa con đang về trên bến xa. Đường dù sai ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tàu kha. Đêm luôn trong tình trạng, ngày mỗi mòn như đá dòng phu. Dòng phu dòng nước trong tình trạng. Lời ai ca dưới ánh trăng này, rừng đước mênh mông đêm gần hào trận. Dòng trôi bà tiêu ơi, có nhớ chăng người? Thuở ấy thanh xuân chăng gánh hào tròn như chiếc gương. Giờ tóc pha sương qua gánh hào tiếng một dần trăng. Tiếng một dần trăng. Một
điềm với chị. Ủa kìa, giờ khóc rồi, có điềm hả? Ờ. Con ơi, hát hay lắm con ạ. Ờ, vui lên. Ngạc nhiên với con ha, giọng Bắc mà con hát mấy cái bài mang âm hưởng dân ca Nam Bộ vẫn ngọt ngào. Cái đó khó lắm á anh. Khó chứ. Khó lắm. Còn Quý là thấy rõ ràng rằng là mình phải hát theo tông của nữ, cho nên là chưa phát huy hết cái giọng của con. Mà hiện nay thì mình thấy rằng là các cô chú cũng đã có một cái sự là lưỡng lự cân nhắc giữa hai đứa con, ngang nhau chứ không có nhiều trơn trọi, 3-2 tạm thời là vậy. Và bây giờ thì với cái bài hát này thì cũng là một bài hát khó, cho nên là muốn hỏi thăm các cô chú sứ giả âm nhạc có cái lời nhận xét như thế nào về phần trình bày của hai con. Dạ, Nguyên Thủy xin được đại diện cho chính vị sứ giả nhận xét về phần thi của hai bạn. Cả hai con đều có chất giọng hay ngang ngang nhau. Cô thích giọng của bạn nữ hơn, bởi vì đương nhiên bài hát này là tông nữ và bạn ấy xử lý ngọt ngào hơn. Cảm ơn cô Thủy nha. Còn bây giờ thì chúng ta lên phi thuyền để chờ đợi kết quả. Đi nào. Sao Trâm Anh, con đứng đây con gung hay sao vậy con? Dạ con run quá. Con run, vậy con có muốn nhờ thủ lĩnh con lên thay chỗ con không? Dạ thôi ạ. Sao vậy? Sao không nhờ? Con muốn trải nghiệm cảm giác ạ. Con cũng muốn trải nghiệm mà không ai cho cơ hội chứ. Như vậy là Trâm Anh cũng đã quyết định đứng ở vị trí này. Kết quả đến từ sứ giả âm nhạc, 3, 2, 1, bắt đầu. Và lần này thì Trâm Anh đã giành chiến thắng. Chúc mừng con. Con ơi, gia đình mình làm được rồi. Ôi, chúc mừng con. Ôi, nhỏ rung quá, tội nghiệp quá trời. Còn Như cũng rung, đừng nói chi con. Cả nhà rung ạ. Không biết là cái cảm giác của anh Trương Thế Vinh như thế nào ạ? Sao anh? Như một người phụ nữ, đó là chuyện đáng tự hào mà. Có gì đâu để mà phải khen chê. Con Hạ Hai, mình rớt cũng được, đúng không? Hết chán ngán chưa? Dạ hết rồi. Chưa hết thì ăn mấy miếng này vô là hết đó. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn con. Và bây giờ con ra ngồi với hai em nha. Giỏi lắm con trai. Như. Dạ. Mình thắng rồi, mình kêu hãnh lên em. Anh muốn hỏi gì em à? Kêu hãnh chứ không có chảnh nè. Ủa, cái này là mặt kêu hãnh mà. Trời ơi, mặt cảnh lắm luôn. Cảnh à? Anh muốn nói gì em? Không, cái đó là bị điên. Cái đó là bị điên. Tại vì hồi nãy em là cái đội mà bị người ta chỉ chọn chọn đó anh Nghĩa. Ai chỉ ai chọn vậy? Chỉ kiểu mà đội nào lựa đăng loại đó anh Nghĩa. Nên tụi em bây giờ có một chút xíu chảnh thì cũng không có ai mà người ta trách mình, đúng không con? Bây giờ mình nhìn qua đội chú Lập. Ủa chú Lập bị giờ? Em thách chị chọn đội em đó. Thách hả? Thách đó. Đừng có thách chị. Thách chị là chị né. Hả? Né đội đó chị cô nha con nha. Đôi gì kỳ vậy, gì chơi kỳ vậy trời. Tinh thần mà ai thách em là em né à. Em trời sợ ơi. Chị thách em đi, em đưa ra bài hát liền luôn á. Bài Bắc Kim Thang. Bắc Kim Thang, chị ra chị hát. Em chị ra bài hát Bắc Kim Thang. Em chị ra hát nè, em chị trời ra hát nè. Trời ơi, sợ chị à. Sợ em. Sợ chị à. Sợ em. Bắc Kim Thang là làm biết rồi. Con bắt kẹo, bắt kẹo quá cồn. Chú bắt kẹo quá cồn mà té. Té làm sao nữa, sao nữa. Báo công an liền. Cái gì vậy? Trời ơi, bà nó cũng quên lời. Thôi kệ, muốn nói gì nói đi, người ta thắng mà. Rồi, bây giờ á, cái đội nãy mình thách mình đúng không con? Né cho cô, cho nó tức. Biết không, mấy đứa thách là nó đang muốn thi lắm. Đừng cho thi, hiểu con? Em ơi, tại dạ. Sao em không nghĩ tới cái chiêu là người ta đang tung quả mù với em? Ta làm ra dễ vậy thôi, chứ trong bụng rung, rung như cày sấy. Bây giờ á, tung quả mù với em giả bộ em mù đó, cho nó tức chơi. Giả bộ mù luôn hả? Em mù luôn. Bây giờ á, nhìn bên đội này cô thấy là bạn... Quẹo lửa. Dạ, con chọn bạn Giao Huyên ạ. Vậy thì sao? Bên kia người ta thách đấu với đúng tên con luôn, đích danh con luôn. Đây, đem minh họa cho. Nhận lời không? Con có chắc không? Hay dạ. Để chú rút bùa ra. Dạ, nếu mà như vậy thì con sẽ chấp nhận ạ. Con chấp nhận luôn hả? Dạ. Chấp nhận một cái là hào quang phải lung linh hơn nữa. Không, em đang diễn cái nét rung lẫy bẫy á. Ủa vậy hả? Anh tưởng em đang làm hào quang cho con bé. Hào quang là phải trên này. Chứ bé nó có rung miếng nào để em làm quá vậy? Không, hào quang cho con. Đó. Hào quang. Đúng không? Em làm gì Như? Cái người rung là em nè anh Nghĩa. Khả Như à? Dạ. Anh xin giới thiệu nhẹ. Cô bé con nhà anh là quán quân một cái giải gì đó. Anh chỉ nói nhẹ vậy thôi. Anh, em xin giới thiệu nhẹ cho anh biết. Cái cô mà quán quân anh mới giới thiệu là học trò của em. Nên em biết bạn ấy hát như thế nào nên em run lẩy bẩy nè. Con được quyền chọn bài. Con xin hát bài Em Đi Chùa Hương ạ. Em Đi Chùa Hương. Ồ. Chú dặn dò con nè, ba bạn xuống lỗ thôi.
đừng đưa nhiều quá nha con. Tội nghiệp mấy bạn. Tự tin lên con nha. Chuẩn bị, em đi chùa Hương. Bắt đầu. Thầy mẹ vẫn đầu soi gương, nhỏ nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái dài yếm đao, quần lính áo thề mới, tay em cầm chiếc nón quai thao, chân em đi. Mọi người ngắm nhìn em thẹn thùng, em không nói em bây giờ mới tuổi 15, em vẫn còn bé lắm. Chứ mấy anh ơi, đường đi quá đông vòng, mọi người ngắm nhìn em thẹn thùng. Hai con dễ thương quá, đứa nào hát cũng hay mà đứa nào diễn cũng duyên dáng luôn. Vậy thì bây giờ mình sẽ chờ coi các cô chú trong sứ giả âm nhạc sẽ bình chọn cho con như thế nào. Nào, mình lên phi thuyền nha. Đi. Mày bây giờ con có muốn nhờ cô Khả Như lên đây để thế chỗ con không? Đúng không? Dạ con muốn ạ. Muốn à. Trời ơi, ước mơ của chị đã thành sự thật rồi chị Như. Con có muốn nhờ chú Vinh lên đứng thế con không? Dạ không ạ. Sợ quá. Rồi cô Như đứng vô chỗ đó. Để cô con. Trâm Anh đứng đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả từ sứ giả âm nhạc. 3, 2, 1, bắt đầu. Đừng có giang tay ra nha chị, cứ ôm chặt người. Giang tay ra nó bị dướng á. Mà mình nói cái kiểu giống như làm như Khả Như sẽ rớt hay sao. Rớt thiệt. Như vậy là người chiến thắng là bé Gia Uyên. Chúc mừng con. Con ơi, dù sao thì mình cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Và quan trọng hơn đó là cô với con cùng trải nghiệm được cái hố đó. Cũng vui lắm đó con. Cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn con. Cảm ơn con, Trâm Anh. Nhà mình sẽ thách đấu với đội nhà nào tiếp theo đây? Chắc là mình dẹp loạn hẳn một sứ quân đi. Đúng. Bên kia chỉ còn một người thôi. Em thách anh thách đấu đội bên kia. Em còn gì để cho anh trấn nữa đâu anh Vinh. Đừng triệt em cho em chơi chương trình. Em đến đây với hy vọng em được quán quân mà.
Dọn luôn. Em làm luôn, dọn luôn. Anh Nghĩa. Không, bây giờ anh thấy mặt em tối hù luôn á Như. Ủa, tối liền rồi hả anh? Bây giờ cái đôi giày của em nó không làm sáng em lên được nữa. Em để kế bên cũng vẫn không sáng. Vẫn không sáng. Chỉ còn một em nữa thôi. Bên đây còn hai đứa lận lâu lắm, mất thời gian triệt rồi triệt hết. Đúng vậy. Đúng. Cho nên anh sẽ chọn bên đây. Vừa lắm, vừa lắm. Ủa, ủa gì kỳ vậy? Con muốn bạn nào xuống hố? Dạ, con muốn thách đấu với bạn Hải An. Ờ thì đó, vì chú Vinh lúc nào cũng muốn người ta xuống hố làm sao vậy? Mình là phải lập một cái chiến lược. Hải bên An kia là chắc mạnh đó. Về bolero thì mình phải chọn những cái bài nhạc nào mang tiết tấu nhanh như rock nè, hip hop nè, hoặc là chuyển sang nhạc trẻ pop ballad chẳng hạn. Quê con ở đâu? Dạ ở Thanh Hóa. Ở Thanh Hóa đúng không? Được rồi, bên em sẽ hát bài Miền Tây Quê Tôi. Trời ơi, gì kỳ vậy? Hát cái bài mình ngang ngược vậy? Thì đó, mình tung quá mù mà Dương Đông kích tay. Miền Tây Quê Tôi, à có thể cũng là sẽ làm khó Uyên nha. Uyên là giọng Bắc nè, hát miền Tây không biết có hát được không đây? Được không con? Dạ hát được. Hát được luôn đúng không? Nhất ngon cửu đỉnh, ok. Dạ. Mời. Mời hai con. Bước lên con. Và bây giờ trận đấu bắt đầu. Miền Tây nó ngọt ngào hay dễ sợ luôn. Hai đứa hát hay ngọt ngào sẽ làm khó cho sứ giả âm nhạc của chúng ta một lần nữa đây. Có phải giờ mấy cô chú nhận xét cho hai con vui nè. Mời một cô chú đại diện. Hoàng Luân xin được gửi lời chào đến hai con. Thì đây là một ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Cái giọng của con đều là người Thanh Hóa, miền Bắc hết, nhưng hát rất ngọt ngào. Tuy nhiên chú lại chọn cái bạn đó đỏ do cách hát của bạn hào sảng hơn, phóng khoáng hơn. Cảm ơn chú Luân nghe. Rồi bây giờ chúng ta lên phi thuyền để chờ kết quả đi nào. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ coi kết quả như thế nào nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi con.
Gia Uyên một lần nữa chiến thắng. Trời ơi, không ngờ luôn một cô bé đến từ Thanh Hóa mà hát nhạc miền Tây mà lại ngọt ngào đến như vậy. Quá hay, con ơi, con làm giàu đẹp cái quê hương của chú ở miền Tây, cảm ơn con rất nhiều. Rồi, bây giờ mời con qua đây ngồi với các bạn nha. Bây giờ mình tiếp tục, mình nhắm, mình tia coi. Con ngồi đây chi vậy? Hay được giờ con về sớm đi nha, con về bớt đi, để cho mình cân cái đội hình. Thi cử cái gì con ơi, đi về đi, hai đứa đi. Gì vậy? Thi sao cử mà đuổi gì? Nhỏ vậy? Đâu thi có, khuyên thôi, khuyên. Đừng bao giờ chấp nhận cái lời khuyên đó nghe con nha. Đội hình người ta còn đẹp vậy, để yên ta đi. Né còn đi. Hôm mấy em suy nghĩ lại để Vinh, em có thể chọn màu trắng hoặc là em chọn màu đỏ. Trời ơi, ôi, cái mặt anh như thần chết luôn á Nghĩa. Sợ thật luôn á. Theo báo cáo á nha, là cái khu vực Ngân Hà này bị tiêu diệt cũng gần hết mấy hành tinh rồi. Thì còn có một cái thôi đó. Còn một cái xanh lè xanh lét phải không? Hay là mình làm nốt nha. Em năn nỉ anh chị bên kia giúp em, chứ bên đây em vả quá rồi anh ơi. Trời ơi, em mới vừa mất mát một đứa rồi. Giết con nghỉ đi anh ngơi ơi, đi anh. Hại nó đi anh ơi. Trời bây giờ ơi. Hay là con muốn tiêu diệt luôn cái bờ biển xanh mát này. Con là biển hay là bờ cát? Dạ con là biển xanh. Biển xanh hả? Có muốn chú khuấy đục ngầu không? Anh ơi, nàng tiếng cá nè anh. Em đóng hộp chị luôn giờ á. Bây giờ đứng mua mây quay cuồng ha. Em nói rồi, anh thách bên kia đi. Em năn nỉ anh đó. Năn nỉ mà giọng điệu vậy đó. Anh năn nỉ anh thách bên kia đi. Tao bên đây người ta đã quá mệt mỏi rồi. Rồi, anh qua bên kia. Mới mất mát mà. Rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao đối xử với cái nhóc của em như vậy đi? Anh qua bên kia đi. Rồi, xin lỗi. Ê, anh qua bên đây. Đừng có ngó ngàng cái tiền đi. Anh giết tôi đi cho vừa lòng, anh giết tôi đi. Ừ, anh giết nha. Ủa, anh giết tôi hả? Ủa, kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Bên nào cũng là máu lửa trơn trời mà em vẫn giết bên đây hả? Bên đây xin giết. À, xin được giết. Giết tôi đi, cho vừa lòng anh. Con trai, mặc dù cô Khả Như khóc lóc, rền rỉ, dãy nảy, nhưng mà chú Vinh bên kia vẫn quyết định chọn đội mình để mà thách đấu. Con sẽ hát cùng với bạn Gia Uyên, được không? Dạ được ạ. Được. Con, cô nghĩ như thế này, Gia Uyên á, có giọng hát rất là sáng và rất là hào sảng. Bây giờ á, bạn hát bài nào cô nghĩ cũng sẽ hay. Do đó con hãy chọn cái bài nào mà con hát hay nhất cho cô. Sao con chọn bài gì? Dạ con xin thách đấu với em Gia Uyên và bài hát là Quê Hương Tuổi Thơ Tôi. Bài này hay lắm nha. Vậy thì bây giờ cả hai chuẩn bị tinh thần, hát một hát thiệt hay. Trận đấu bắt đầu. 3, 2, 1. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. Đường làng quanh co giống thu em đêm, thả diều đã bóng nắng cháy giữa đời. Biển trời mênh mang cho tôi ngày ấy tiếng tu gọi. Thấy nhớ biết bao. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện của mẹ kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Hay quá. Mặc dù các con vẫn đang là tuổi thơ mà hát một cái bài giống như là mình nhớ về tuổi thơ, nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, nó đầy tình cảm. Và chú Nghĩa đang thấy rằng là phần lợi thế hơi nghiêng về phía bạn trai chút xíu. Nhưng không sao, tự tin lên. Chúng ta vẫn còn 4 cô chú bên dưới nữa nha. Đi nào. 4 cô chú này có nhấn hết cho cháu không? Để tôi biết tôi lên tôi thế. Bé rớt xuống cái tội nghiệp. Ờ, anh Vinh lên cho em đi, tội nghiệp quá. Lên luôn đi anh chú hả? Chú Giả kêu lên luôn đi anh kìa. Con để chú Vinh đi con. Sao? Bây giờ con gái nói chú nghe xem. Mặc dù chưa biết kết quả cuối cùng thế nào, nhưng mà con có muốn là chú Vinh lên đây thế chỗ con không? Dạ có. Chú nói giận, chú nói giận. Em thương anh. Bảo em trọng thương. Nha. Đi đi anh, đi em lo đi, quá. Không biết cái lỗ cho anh vừa người anh không nữa. Con có muốn cô Như lên không? Dạ không ạ. Anh thấy con em chưa? Em với chị phải đứng đây chứng kiến cái cảnh anh Vinh. Ok. Anh mà rớt quay là cười vô mặt anh liền nha. Đứng dưới thấy không sao, lên đây thấy nó ghê ghê chứ bộ. Kết quả 3, 2, 1 bắt đầu. Mọi đau khổ hay để chú cầm. Đó là hai đứa nó nghe nè. Chuyện nó buồn quá mà. Chuyện buồn quá, đồng nghiệp mình bị rơi mà sao cười dữ vậy? Ủa, có gì vui mà cười dữ vậy? Mày coi cái phim hài đó, cái thấy cái người đàn ông nó chết, cái vui quá. Em nhớ rồi, sao em coi vở kịch đó, nó vui quá, sao em cười. Con vô lấy quà tặng chú đi, chú rớt mà. Con ơi, con hát hay lắm con. Nhớ con quá. Trời, thiệt nhớ lắm. Rồi, con sẽ có một phần quà nha. Hôm nay con đã làm rất tốt cái vai trò, cái sứ mệnh của mình trong đội rồi. Cảm ơn con đã cho chú trải nghiệm lỗ đen. Rất thích thú. Vui nhộn. Okay. Rồi, mời con. Chúc mừng Quốc Hưng nha. Như, lợi thế đang là mình. Trời đất ơi, quên mất, tại mắc cười quá quên. Con, bây giờ con muốn cái gì? Còn hai bạn gái bên đó, mình muốn thách đấu dai nè. Hồi nãy á con, hồi nãy trong cái lúc mà chú Vinh đứng trên đó, thì cô cảm thấy được có đồng đội. Là bàn tay của chú Lập. Chú Lập đưa ra làm cho cô cảm thấy mình vững chãi hơn rất là nhiều. Đúng. Nói rất đúng. Đó là tình cảm của em dành cho chị. Nên là chị đừng có thách em. Đúng rồi, chị sẽ không bao giờ thách mấy người đúng thách vậy. Chị đâu. Nếu vậy là mình sẽ thách đấu với đội trưởng Vinh đúng không? Dứt nập đi. Anh Vinh anh nói sao? Anh nói sao? Đừng có để cái sự lo lắng nó kéo dài tội nghiệp người ta hả? Đúng rồi. Do đó em sẽ chọn anh. Nói chi vậy? Hát con. Hay lắm, hay lắm. Con sẽ chọn bài gì để hát? Dạ, con sẽ chọn bài Kiên Giang Mình Đẹp Lắm. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. 3, 2, 1. Hả? Ủa? Ủa? Gì vậy? Thủ lĩnh Trương Thế Vinh sử dụng quyền trợ giúp. Ủa gì vậy anh? Trợ giúp gì? Lấy cái quyền ra. À quên. Bấm chuông mà không cầm cái quyền ra. Trời ơi, cái ông này. Trời ơi, anh cho mấy đứa nhỏ nó hát đi, tiên cái chặn chặn lên chi vậy, tụi nó không có hát được. Chưa biết quyền gì, để coi thử coi. Xin lỗi à. Em nhớ rồi, cái quyền này là cái quyền chặn họng nhóm anh em lại đúng không? Đúng là nhóm em không có hát. Không, chặn họng nhóm bên đây. Bên đây không được quyền thách bên Vinh, mà bây giờ phải là thách bên của Quỳnh Lập, Mỹ Dung về chỗ con. Anh Vinh, anh quá đáng lắm anh. Trời Vinh ơi, à. bây giờ là chị em tương tàn rồi. Trời ơi, Lập ơi. Trời ơi, chị ơi. Yêu thương nhau đi. Cho nên chị nhường em nha chị, em để đội em thắng nha chị. Em nhường chị, em ơi. Chị nhường em chứ chị mắc cười chị quá. Em phải nhường chị chứ. Sao nhường? Ủa, em ơi, con chị mà. Giờ em ơi, biết bao nhiêu bài rồi.
Trời đất ơi, con kêu là hát đã nghe, nhiều rồi. Nói nghe hai đứa, trước mà con nít mình đừng có làm vậy, mất công nó bắt chước. Bé ơi, thôi ai thi cũng được không sao đâu em, vậy đúng không? Vậy chứ nhường em nha. Khủng quá à. Thôi chị sao vậy? Cười được em. Đúng rồi, có ai tắm hai lần trên một chồng sông đâu chị. Và người chiến thắng là bé Quốc Hương. Chúc mừng con. Chúc mừng chị. Rồi. Con có tính con có tính chia chú cái gì không? Không, lắc đầu. Cho chú ngợp lấy lại. Trời thôi. Trời, bé nó tỉnh vậy, sợ luôn á. Lấy lại mà không nói lời nào luôn á. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chúc mừng cho đội giành chiến thắng, đó là đội của Khả Như. Mời tất cả các con chúng ta cùng lên sân khấu đứng về đội của mình nào. Và đây là số tiền thưởng 20 triệu đồng sẽ dành cho đội chiến thắng, đó là đội của cô Khả Như và wow, các con. Cảm ơn gì đây. Hôm nay các con rất là hay, cảm ơn các con rất là nhiều nha, đã mang đến cho chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí một cái không khí thật là sôi động, thật là vui. Và cảm ơn cả ba vị thủ lĩnh Quỳnh Lập, Trương Thế Vinh và Khả Như đã đến tham gia. Và cảm ơn chính vị sứ giả âm nhạc, cảm ơn nguyên dàn khán giả bên này đã cổ vũ cuồng nhiệt cho các con.